Hai cô bạn rất thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Liệu khi một chàng trai đẹp xuất hiện thì tình cảm hai cô gái còn khăng khít không? Ai cũng muốn làm đẹp để thu hút sự chú ý của chàng trai. Hai cô gái, nhưng chàng trai lại chỉ chọn một mà thôi. Chính vì thế phải loại bỏ đối thủ thì mình mới có được cơ hội. Kể từ đó chẳng ai còn thấy hai cô bạn đi chung với nhau nữa. Khi tình yêu đến thì tình bạn phải đi ra thôi. Cặp tình nhân hẹn nhau ở một nơi vắng vẻ để tâm sự. Khi họ đang hạnh phúc trao yêu thương thì cô bạn của cô gái trông thấy. Cô gái này nổi tiếng là chuyên gia phá đám. Người ta đang hẹn hò, cô chen vào giữa làm gì không biết. Thế là buổi hẹn hò xem như thất bại. Dù muốn níu kéo, nhưng cô gái vẫn bị người yêu bỏ rơi. Cô ta đau khổ lắm, tìm đến cô bạn thân để được an ủi. Cô bạn thân lắng nghe cô ta, luôn động viên cô ấy. Thôi nào, mọi việc rồi sẽ qua thôi. One day later. Đúng là thay đổi nhanh thật. Ngày hôm sau cô ta đã có bạn trai mới. Và cô ta cũng chia sẻ niềm vui đó với cô bạn thân. Trên đời này khó hiểu nhất là con gái đó. Một cô gái thích nói, cô ta nói đủ thứ trên đời. Cô thích nói đến nỗi chẳng có cơ hội để cho cô bạn thân lên tiếng. Và cái tật ham nói đã bị trả giá đáng đời của cô ta mà. Cặp tình nhân đang thể hiện tình cảm ngoài công viên. Một cô gái nhiều chuyện đã quay lại được cảnh này. Cô ta tỏ ra rất thích thú. Đi được một lúc thì cô lại thấy hai anh chàng cãi lộn xem ai đâm vào ai trước. Cô gái nhiều chuyện làm sao bỏ qua cảnh này chứ. Và cô ta đến nơi hẹn với bạn mình và bắt đầu kể. Nhiều chuyện quá không tốt đâu nha. Một cô gái ế lâu năm nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc mà lòng thầm ghen tị. Biết đến khi nào thì cô mới có người yêu cho mình đây. Đó là câu hỏi mà khó có ai có thể trả lời cho được. Rất may cô bạn thân sẽ giới thiệu bạn trai cho cô ta. Cũng đã hơn 10 người mà cô ta chẳng hề chọn lựa được ai. Cuối cùng, mẫu đàn ông ưa thích của cô ta là gì? Bây giờ mới hiểu tại sao cô ta vẫn còn ế. Cô gái đã chuẩn bị thức ăn và chờ đợi nhóm bạn đến. Hello. Nhóm bạn gái chơi thân cũng đã đến rồi. Vì là bạn thân nên nhiều khi không biết ai mới là chủ trong nhà. Anh ta muốn vào phòng tắm và thay đồ cho mát. A few minutes later. Wow, anh chàng đã trở lại với chiếc áo ngủ của cô gái, còn đắp cả mặt nạ vàng mới mua của cô nữa. Bạn bè còn tự nhiên hơn cả chủ nhà nữa cơ đó. Thức ăn đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu salad nữa thôi.
Nhưng cô gái hậu đậu này làm gì cũng đổ vỡ cả. Tự tay cô ta đã phá hỏng bữa ăn rồi. Lần này thì bạn trai cô ta đã chuẩn bị xong hết. Cô ta chỉ cần ăn thôi. Và muốn chuộc lỗi, cô ta khui nước cho bạn trai. Kết quả nước văng tứ tung. Một cô bạn nhút nhát được bạn thân mình rủ tham gia một bữa tiệc. Mọi người đều chào đón cô và mời cô dùng rượu. Cô ta từ trước đến giờ chưa hề uống rượu. Hôm nay là lần đầu tiên đó. Ngồi một mình cũng chán, cô lại uống thêm rượu nữa. Rượu làm đầu óc cô choáng váng và cô ta bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Con gái khi say là như thế đó các bạn à. Lần sau đừng uống rượu nữa nha. Cô gái bị sốt rất cao. Cũng may bên cạnh còn có cô bạn thân luôn chăm sóc. Cô ta còn chuẩn bị luôn cả ống nghe để khám cho cô bạn. Bệnh này nhẹ mà, uống thuốc này thì sẽ khỏi thôi. Cô cũng chuẩn bị luôn rồi đây này. Ngồi dậy và uống thuốc cho mau khỏe bệnh nha. Cô gái uống thuốc xong lại thấy đói. Không ngoài dự đoán, cô lấy trong túi xách ra một ly mì. Thế nhưng hôm nay bạn trai cô lại hẹn đi chơi mà cô chưa chuẩn bị gì cả. Hãy yên tâm, cô bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ trang điểm rồi. Cuối cùng cô ta cần thay đồ, nhưng cô bạn cũng đã chuẩn bị từ trước. Có một người bạn thân như thế thì bạn nên trân trọng nhé, bạn thân yêu. Hôm nay là đến lượt cô gái phải đi vứt rác rồi. Mặc đồ ngủ thế này đi vứt rác xấu hổ chết được. Và cô ta vẫn quyết định đi thay đồ để đi vứt rác. A few minutes later. Đi vứt rác hay là đi dạ hội mà ăn mặc chói chang thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta đi biểu diễn thời trang. Mặc đồ đẹp làm cô ta đi vứt rác thêm phần tự tin. Hai cô bạn vào quán ăn quen thuộc và gọi món ăn yêu thích, đó là cơm cuộn. Thưởng thức thôi nào. Nhưng trong lúc đang ăn, một cô bạn muốn tô lại son môi của mình. Lại quên mang theo son nữa rồi. Nhưng bạn cô thì có đó. Và cứ thế, cô ta thoa son môi xong lại ăn, rồi lại thoa son môi. Con gái ai lại chẳng muốn làm đẹp chứ. Nhưng cô bạn này thì làm hơi quá lố rồi. Cũng chính vì sự điệu đà ấy mà đến bây giờ cô ta vẫn còn ế. Đến nỗi cô bạn thân còn không chịu nổi cô ta mà. Với tính điệu đà hơi lố đó thì chẳng có chàng trai nào để ý đến cô ta đâu. Cô bạn thân đến nhà bạn mình, cô ta muốn mượn đồ để đi dự tiệc. Bạn cô ta cũng thoải mái đồng ý. Đồ thì đã có rồi đó, nhưng vẫn còn thiếu một đôi giày nữa. Hoàn hảo rồi, cô ta có thể tự tin đi dự tiệc.
2 hours later. Nhưng lúc cô ta trả đồ, sao lại bộ dạng có vẻ lén lút? Lén lút cũng phải, vì đôi giày đã bẩn hết rồi. Không những thế, quần còn bị rách. Lần sau đừng hy vọng mượn gì nữa nha.